Xin chào quý vị, xin chào các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình sân khấu chuyên đề lần này, chúng tôi một lần nữa giới thiệu đến với quý vị và các bạn về một nhà viết kịch rất là nổi tiếng trong cái giai đoạn đương đại của Việt Nam chúng ta, và đặc biệt ông nổi lên trong những thập niên 80 của thế kỷ 20. Và ông không phải ai khác, đó chính là hiện tượng Lưu Quang Vũ, một nhà viết kịch đầy sông sáo, và những cái vở kịch của ông đã trở thành bất tử và trở thành một cái điều mà tất cả những thế hệ sống trong cái thời đại vừa qua đều ghi nhận. Thưa quý vị, thưa các bạn, khách mời lần này của chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến với quý vị và các bạn đạo diễn Thế Ngữ. Trước khi gặp gỡ đạo diễn Thế Ngữ thì chúng tôi cũng muốn nhắc lại đôi điều với quý vị và các bạn về Lưu Quang Vũ. Sở dĩ Lưu Quang Vũ trở thành một hiện tượng viết kịch nổi tiếng là bởi vì những tác phẩm của ông đã có những dấu ấn riêng và đã để lại những cái giá trị rất là đáng ghi nhận đối với chúng ta. Và như chuyên đề lần trước thì chúng tôi đã bàn đến giá trị nội dung của kịch bản Lưu Quang Vũ, và trong đó chúng tôi nhấn mạnh đến tính luận đề trong kịch của Lưu Quang Vũ. Và một khi nói đến luận đề, tức là nói đến một hạt nhân tư tưởng, nói đến một vấn đề, nói về một chủ đề. Và ở Lưu Quang Vũ thì như phần phân tích của cái chương trình trước thì đạo diễn Thế Ngữ đã phân tích cho chúng ta thấy rằng những luận đề, những tư tưởng mà Lưu Quang Vũ gửi gắm đến với lại công chúng, đối với khán giả, nó có nhiều tầng nấc, nó có những chiều sâu của nó, và nó có cái cách nhìn rất đa dạng từ góc độ chủ quan của mỗi con người. Ví dụ như trong tôi và chúng ta, ví dụ như Hồn Chương Ba, Da Hàng Thịt chẳng hạn, thì tất cả những điều đó thì đã để lại một cái dấu ấn của Lưu Quang Vũ trong kịch bản của ông. Còn trong chương trình lần này thì chúng tôi muốn bàn về đôi nét, về thủ pháp nghệ thuật trong kịch của Lưu Quang Vũ. Thưa đạo diễn Thế Ngữ, thực ra thủ pháp nghệ thuật nó giống như con thuyền ấy, nó chở cái nội dung đến với công chúng, đến với người xem. Và rất nhiều người nói rằng là Lưu Quang Vũ là cái người viết kịch không những thông minh mà khéo, khéo và khôn ngoan trong cả viết kịch. Thì không biết đầu tiên thì đạo diễn có đồng ý với ý kiến đó? Rất đồng ý. Vâng. Thế thì chúng ta sẽ đặt vấn đề là vậy thì cái thông minh, cái khéo của Lưu Quang Vũ nằm ở đâu? Và những thủ pháp nào trong kịch của Lưu Quang Vũ là chúng ta nên ghi nhận và đáng ghi nhận nhất? Xin mời đạo diễn. Lưu Quang Vũ không học qua một cái lớp biên kịch nào. Nhưng tác phẩm của Lưu Quang Vũ trên 50 vở kịch. Vâng. Thì mới thấy, và đều là nổi tiếng, được, đều có giá trị. Được. Thế thì phải, thế từ đâu mà ra cái chuyện đó? Thì trước hết phải khẳng định là Lưu Quang Vũ là một tài năng. Cái tài năng nó bộc lộ ở rất, ở nhiều điểm như thế này. Cái hoàn cảnh ra đời của những cái tác phẩm của Lưu Quang Vũ là vào thập niên, vào thập kỷ 80. Được. Thì cái bối cảnh của nước ta trong những cái năm đó ấy, thì có thể nói nó là mảnh đất màu mỡ cho kịch phát triển, cho kịch và các loại hình văn học để phát triển. Đúng là như vậy. Nó ở cái giai đoạn giao thời. Được. Nó giữa cái mới cái cũ. Được. Cái nào là đúng, cái đúng, cái sai. Được. Nó bộc lộ rất nhiều nhất. Nhiều nhất đấy thì là hơn nữa là nước mình qua một cái giai đoạn hậu chiến, cái thời kỳ hậu chiến đấy. Và cả cái tình hình thế giới lúc đó cũng đầy biến chuyển. Và Việt Nam là chịu tác động của quá nhiều mặt đi. Nó có những cái mà bây giờ nếu mà có kể trong cái bối cảnh lịch sử mà kể lại thì các bạn trẻ thì không hình dung. Nhưng mà ai đã từng sống qua những cái thập kỷ 80 thì đều thấy cái chuyện đó. Tôi ví dụ tôi chẳng hạn, tôi là rất thân với ông Vũ, chúng tôi cùng ở một cơ quan với nhau. Có khi một bữa ăn ấy là một gói mì gói thôi. Mà mì gói có phải như bây giờ sang trọng như bây giờ đâu. Mì gói rất đơn giản thôi. Thế nhưng mà cuối cùng là mua, hai người mua ba gói mì gói để ăn hai bữa. Tức là mỗi bữa hai người ăn gói rưỡi. Em khổ như vậy. Thế rồi nếu ai đã qua những cái thời kỳ như năm 86 chẳng hạn. Đấy. Thì thấy là cái thời kỳ đang đổi tiền ấy. Có cái đồng có 50 đồng ấy. Mà đi ăn không có tiền lẻ trở lại ấy. Là phải ghi sổ tiệm phở ấy, tiệm gì ăn ấy. Tức là nói lại nó nhiều chuyện lắm. Được. Nói chuyện lắm. Được. Thế thì cái bối cảnh ấy nó tác động rất nhiều đến ông Vũ. Được. Nhưng mà nếu đấy là cái người mà dửng dưng với cuộc đời thì không làm gì cả. Nhưng mà thư Quang Vũ nó như là cái nam châm, tất cả những cái nó hút vào Vũ rất nhanh. Vũ rất nhanh.
rất nhạy cảm. Rất nhạy cảm. Rất nhạy cảm. Cho nên tất cả những cái nét sinh hoạt của đời thường là Vũ bắt nhận rất nhanh. Bắt nhận rất nhanh. Ví dụ như thế này. Nói chung là từ từ nói về tác phẩm văn học nghệ thuật, nhất là kịch và phim, thì mà nó hay ấy là gì? Ngoài cái tính cách nhân vật ra, nó hay là những cái chi tiết. Trong tác phẩm của Vũ, nó đầy cộm những các chi tiết. Mà những cái chi tiết là nó rất đời thường. Rất là ngồi mà nó đã được Vũ nâng nó lên thành nghệ thuật. Đấy. Thậm chí là những cái tiết mục, những cái ngay về giả sử chẳng hạn. Thế nhưng mà cuối cùng Vũ cũng tạo nên được những cái chi tiết mà người ta cứ tưởng như hôm nay. Đấy. Tôi ví dụ như thế này. Hồi là trong cái vở Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt ấy. Đấy. Thế có cái cảnh là ông Lý Trưởng cùng với ông Trương Tuần đến mang cái sổ đinh. Sổ đinh mà nó tương đương với sổ hộ khẩu bây giờ đấy. Đến nhà Trương Ba để kiểm tra. Để kiểm tra xem này. Bởi vì nó lẫn lộn là bây giờ Trương, đây là Trương tự dưng một người, hai người đều chết rồi mà giờ tự dưng lại thấy có thằng lù lù sống ở trong nhà. Thế rồi bà vợ Trương Ba bảo đây là chồng tôi. Thế thì bà vợ Hàng Thịt thì bảo đây là chồng tôi. Thế thì cái ông Lý Trưởng ấy, mấy thằng Trương Tuần ấy mới dở cái sổ đinh ra. Nhá. Mới dở sổ đinh ra để xem. Thế này cuối cùng là cũng dựa vào, có giống như giờ là cứ phải nói gì nói phải có bằng chứng, phải dựa vào giấy tờ. Thì ông phán câu như thế này. Ông phán câu này này. Ở đây ấy, trong cái sổ này ấy, không có cái mục nào nói về hồn vía cả. Đấy, không có hồn vía cả. Chỉ toàn những cái thông số về thân xác thôi. Đấy, dùng từ thông số không thân xác thôi. Đấy. Thế thì thân xác này ấy, chỉ có cái thân xác này là của anh Hàng Thịt. Vậy thì cái người này là Hàng Thịt. Chứ không phải là Trương Ba. Đấy, tức là cứ nhìn vào cái hiện tượng thực tế. Còn hồn Trương Ba nó có trông thấy đâu. Cho nên nó xác nhận. Đấy là nó tự dưng ta cứ cảm thấy là ta cảm thấy cũng dân nó hơi ná cái giống như là ban đêm mà có cảnh sát khu vực đến kiểm tra hộ khẩu ấy. Đấy, cái ẩn ý của cô đó thật là sâu sắc. Đấy nó là cái chuyện như thế. Thế là một cái chi tiết như thế này, nó cũng rất đời thường, đầy tính quan liều. Nó một cái chuyện với chi tiết này cũng đời thường này. Trong cái Người Tốt Ngày Số Năm ấy thì cái nghiệp đấy ở trên lầu thì cứ mỗi lần buổi sáng ấy là keng 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 cái rác ấy thì xách vội từ trên lầu cái rác xuống để đổ cái thùng rác của cái người đi người xe rác. Đấy, xe rác đã đi qua này. Thế hỏi ra ai thì bảo là xe rác nó đang trong phong trào thi đua. Nó phải đi nhanh. Nó phải kịp với những cái khu khác, tức là nó một ngày nó phải báo cáo, nó phải đi qua bao nhiêu khu phố, nó phải bốc được bao nhiêu rác. Thế thì mới lấy do rằng là cái thi đua thì nó cái bệnh hình thức đấy, nó là cái bệnh hình thức đấy, tức là chạy cái theo thi đua mà cuối cùng là nó đem rác người ta không đổ được. Thì cái đó nó cũng là cái Lưu Quang Vũ đưa những cái chi tiết đó vào, nó vừa nghịch nó hóm hóm hình, nó vui mà nó lại vui. Tôi rất là thích cái ý này của đạo diễn Thế Ngữ này. Ông có viết một cái câu mà tôi thấy rất là đúng. Lưu Quang Vũ có khả năng kịch hóa những vấn đề thời sự. Đấy, kịch hóa vấn đề. Câu này là rất hay. Vâng. Và xin mời đạo diễn tiếp tục cái mạch của đạo diễn. Thế hay là ví dụ như là cái vở Tim Và Hoa Hồng. Đấy. Nó có cái chi tiết nó hóm hóm như thế này. Các cái nhóm ấy nó bắt, có hai vợ chồng đang sống. Nó bị nhóm nó bắt cóc cái bà vợ để nó tống tiền ông chồng. Được. Hiểu không? Để tống tiền ông chồng. Nhưng khi nó bắt cóc rồi thì nó tống tiền ông chồng để ông chồng cứ làm đơ đi. Không thấy nói gì cả. Thì không si nhê. Không si nhê gì. Ông chồng cũng bảo, mày quá nó bắt cóc vợ đi. Mày vì lâu nay ông là nạn nhân của cái bà vợ. Thế mà tự dưng nó bắt cóc đi là ông mừng quá, ông được tự do mấy ngày. Đấy, ông tự do mấy ngày. Thế rồi cuối cùng là cái nhóm bắt cóc nó mới thấy là à, ta hóa ra này, thằng cha này nó mong. Mong vợ bị bắt mong cóc. Mong vợ bắt cóc. Thì nó biết ông như thế. Thế rồi nó không bắt cóc nữa, mà nó đe dọa là nó sẽ thả bài về. Đấy, nó thả bài về. Thì ông này lo, thì chết rồi, thế rồi đấy. Thì phải nộp tiền cho nó. Cái này thì những cái chi tiết nó bị nghịch như thế, nhưng nó đời thường nó thay phái như thế. Thì đấy là cái gì, là cái thông minh của Lưu Quang Vũ đấy. Nhưng mà cái thông minh nó phải trên cơ sở rất hiểu cuộc sống, rất hiểu tâm lý, rất hiểu tâm lý nhân vật, các thứ này khác đấy. Và thực ra cái hài nó đẩy lên cao độ chứng tỏ cái sự thông minh nhất của con người ta.
Và Lưu, cái đặc biệt là thế này, từ Lưu, kịch của Lưu Quang Vũ, nếu mà ta xem hết trong 40-50 vở ấy, thì thấy không hiểu tay này nó là thế nào mà cái gì nó cũng biết. Lúc đây thì vở này về y tế này, vở thì về nông trường này, rồi về đời sống này, tức là trong lĩnh vực giáo dục này, tức là tóm lại là viết về giáo dục mà y như là ông như Lưu Quang Vũ là một ông thầy giáo ấy. Rồi viết về y tế, người ta cứ cảm thấy như bác Lưu Quang Vũ là cái ông giám đốc bệnh viện chứ không phải là cái chuyện đấy. Tức là rất sâu sát như thế. Thế rồi là những cái gì? Từ cái mẫu chuyện ở ngoài đường nhá, nó nhập buôn vào Vũ, thành ra tác phẩm. Từ một cái câu chuyện có khi ngồi trong cái quán trà với nhau, bạn bè nói, nó nhập ngay vô Vũ, có những tác phẩm. Thế rồi là những cái gợi ý của bạn bè, nó thứ này khác. Đấy. Nó đa dạng thế. Cứ kể V Hoàng Vũ Quân mới nghe một cái chuyện như thế này. Tôi thường, đặc biệt là tôi thường mỗi lần anh Nguyễn Đình Nghi anh dựng một kịch Lưu Quang Vũ ấy, thì ông ấy cứ để xem đo khán giả trước khi ra. Ông cũng có dịp, ông cứ hay mời tôi đi xem. Đấy, mời tôi xem. Sau khi xem kịch mà Đình Nghi, Nguyễn Đình Nghi đạo diễn Lưu Vũ xong, tôi phát biểu thế này này. Là xem kịch của Nguyễn Đình Nghi dựng cho Lưu Quang Vũ thì ta thấy một vở kịch. Mà đến khi về trao đổi với Nguyễn Đình Nghi lại thấy thêm 2-3 vở kịch. Đấy. Tức là cũng giống như cái tôi nói về cái đa nghĩa đấy. Tức là gì? Một cứ một ý mà nó phong ra rất nhiều ý nghĩa. Đấy. Cho nên cái người ta mới thấy là nó phong phú cái cỡ như thế. Thế với thứ hai, một cái điều thứ hai nữa này. Những cái năm 80 là nói thực tế là thế này. Có rất nhiều người viết, nếu mà dùng cái từ gọi là nó hơi quá một chút ấy, gọi là hèn. Tức là khi phản ánh hiện thực ấy không dám viết, không dám nói. Đấy. Đụng cái này, đụng cái kia. Đấy là cái ngòi bút cũng hơi bị chồn đi. Hơi chồn đấy. Đấy. Mà nhiều người không dám viết. Nhưng mà bút của Vũ thì sắc. Nhưng mà Vũ thì cứ liều. Cứ viết được. Tất cả không sợ. Cho nên mới nói được cái điều là cái tính dũng cảm. Và cái sự dũng cảm, cái bản lĩnh ấy. Nó làm cho Vũ rất mạnh dạn trong việc không có rụt rè được tuyệt. Tức là không phải bẻ cong ngòi bút. Không phải cái như gọi ta thường gọi là bồi bút đấy. Đấy, hoặc là cái gì đó thì thế thì thế này, ngoài cái quan sát nhạy bén ra, kịch của Lưu Quang Vũ nó có cái hay là thế này, bản chất Vũ, gốc của Vũ là một nhà thơ, cho nên cái thơ trong kịch của Lưu Quang Vũ nó mình thấy nó đa dạng lắm. Thậm chí bây giờ chỉ cần đọc tên những cái vở kịch đã thành thơ, nó đã những cái tứ thơ rồi. Đấy, ví dụ như Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, Người Trong Cõi Nhớ, rồi Nếu Anh Không Đốt Lửa thì Nguồn Sáng Trong Đời, Điều Không Thể Mất. Chim Sông Cầm Không Chết. Nó là thế giờ Hoàng Vũ Quân đã nhìn thấy Hoa Cúc Xanh bao giờ chưa? Chắc chưa. Tôi cũng chưa thấy. Nhưng mà Vũ thấy. Thấy là một cái hoa kỳ lạ. Tức là đó là một cái gì, cái lãng mạn. Và cái rất là cái sức tưởng tượng của cái xanh, đó là cái xanh hình tượng cho nghệ thuật ấy. Đấy. Thế cho nên người ta mới nói thế này này, cái phong phú của Lưu Quang Vũ ấy, là người ta nói Lưu Quang Vũ là người nhìn đâu cũng thấy kịch. Nhìn đâu cũng thấy kịch. Cái từ tư liệu, từ bạn bè, từ đến một đấy, các thứ này khác đấy. Thế thì hay là từ cái nôi của dân gian, nôi cổ tích, các thứ này khai thác được ra rất nhiều. Trong giới các nhà văn, nhiều người rất tài ba, cũng có viết kịch. Nhưng mà viết kịch ra chỉ để đọc thôi. Đọc thì hay lắm. Nhưng mà diễn thì không được. Nhưng mà kịch Lưu Quang Vũ vượt qua cái trở ngại đó. Qua những cái... Đặc biệt là các nhà viết kịch phía Bắc. Phía Bắc. Thường là viết để đọc. Viết để đọc. Và tự mình lại gặp nhấm cái câu chữ mình. Cho nên cái vở kịch mà in ấy, mấy trăm trang. Vâng. Nếu mà có mà đem ra mà diễn mà đọc ấy, cũng đọc 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Thế nhưng thì kịch này thì hết ngày. Đọc thì thích, nhưng mà Vũ thì viết đúng. Viết để diễn. Diễn. Hoàn toàn chính xác. 2 tiếng hơn 2 tiếng. Đó là như thế. Cho nên đấy, ngay cái bản thân đó người ta đã biết là con người nghệ biến, con người thức thời. Thế, con người thức thời là nó là như vậy. Cái điểm nữa là cái sự hấp dẫn của kịch lâu nay ta xem ấy, thường thường là kịch tính, thường thường là xung đột. Nó xảy ra bạo liệt tạo nên hấp dẫn. Thế nhưng trong khối đối kháng, nhưng cái hấp dẫn của kịch Lưu Quang Vũ ấy là gì? Nó là từ những cái tứ thơ trong cái cốt truyện. Đấy. Rồi từ những cái nhân tính cách nhân vật, nó đầy màu sắc rõ nét.
rõ nét. Đấy. Mà kể cả nhân vật chánh, nhân vật phụ, là không có cái nhân vật nào giống chung chung. Đấy. Không phải cái nhân vật nào giống chung chung, mà bỏ đi cũng được. Đấy, có nhiều người viết kịch là thôi, bỏ đi được 4-5 nhân vật cũng được. Đấy. Thì đã nói là nhân vật chung chung, nhưng kịch của Vũ ấy, thì cái nhân vật nó sắc nét rồi. Cho nên là ví dụ bây giờ chẳng hạn thời gian nó trôi qua đi, 5 tháng có thể người ta không biết cái cốt truyện của kịch là gì, nhưng mà ta nhớ mãi rằng là có cái ông Trương Ba, có cái ông Thịt Vợ Tràng Thịt. Thế rồi trong tôi chúng ta thì người ta có khi người ta quên cốt truyện rồi, nhưng nhớ tới cái anh Hoàng Việt, nhớ đến phó giám đốc chính, đấy người ta nhớ những nhớ đến ông Quýt Bà Mộng, nhớ ông Quýt Bà Mộng, đó là tạo được nhân vật điển hình, tạo được đấy. Đấy. Đấy, thế thì cái hài kịch ấy cũng là một cái đặc điểm của cái chất hài trong kịch của Lưu Quang Vũ, nó nhẹ nhàng và thơ. Nhưng mà cái cách chơi chữ của Lưu Quang Vũ là một đặc trưng, cái câu chữ của Vũ viết hay lắm, đầy nghĩa bóng nghĩa đen, đúng cái nhà văn Pháp ấy mà. Ông xem kịch Lưu Quang Vũ, thế mà ông lại không biết tiếng Việt, thế mà ông xem vào cái đêm diễn ông thêm ta cười, vì ông bảo ông nói câu này. Thì ông viết cái kịch này là Molière, ví dụ Molière thì là cũng là ghê gớm, thế nhưng mà phải biết là cái đấy là cái giỏi của cái Vũ đấy. Thế giờ ngay cả cái ngôn ngữ kịch của Lưu Quang Vũ cũng đáng nói, cũng đáng nói. Vâng. Thế có cái lần mà tôi với bạn bè mới hỏi Vũ là cái kịch với thơ thì Vũ thích cái nào nhá, Vũ thích cái nào nhất. Thế thì Vũ nói cũng có vẻ hơi văn chương một tí. Thế này, tôi có ghi cái lời của Vũ đi. Xin mời đọc, diễn đọc nghe. Vâng. Vũ viết thế này này. Người viết kịch ấy không nắm được kỹ thuật biên kịch và ít kinh nghiệm sân khấu rất khó thành công. Rồi. Cái khó của thơ có phần ngược lại. Hình như càng nhiều kinh nghiệm, càng lắm kỹ thuật, mẹo miếng thơ càng không hay. Thế rồi Vũ kết luận như thế này. Cũng khó biết tôi còn đi được với kịch tới bao giờ. Còn thơ, tôi muốn làm thơ mãi. Và nếu không sợ quá tham, thì tôi mong muốn được sống mãi với cả hai người vợ đó. Yeah. Hai vợ tức là kịch và thơ đấy. Yeah. Đấy. Mặc dù cả hai đều khó tính và không biết sẽ bỏ mình lúc nào. Yeah. Thế rồi tôi có nhớ là tôi có giữ lại được cái bài báo mà 1987 mà khi giao lưu với Lưu Quang Vũ, có một khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi Lưu Quang Vũ này, là một người xông xáo trong nhiều lĩnh vực, anh đã truyền được ngọn lửa yêu cuộc sống cho mình, cho mọi người, gặt hái được nhiều thành công như thế, xin được hỏi nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ một câu duy nhất. Có bao giờ anh làm tất cả những điều đó vì tiền không? Đấy, Vũ trả lời như thế này. Bạn này tên là Thạch Thảo ở quận 10. Được. Vũ trả lời thế này. Bạn Thạch Thảo thân mến, không ai mong muốn sống được bằng nghề nghiệp của mình. Không ai không mong muốn sống được bằng nghề nghiệp của mình. Được. Nói cụ thể hơn, hiếm ai sống và làm việc không cần tiền, trừ những vị đã quá thừa tiền hoặc những bậc yoga cao cường đến mức không cần ăn cũng sống được. Trong vở Tôi và Chúng Ta có một nhân vật nói rằng đồng tiền là phương tiện của người thông minh và là mục đích của kẻ ngu xuẩn. Chỉ có những nhà văn không lấy gì làm thông minh mới bỏ tất cả sức lực, tâm hồn và trí óc mình để viết chỉ vì mục đích kiếm tiền. Nhất là nếu như bạn Thạch Thảo biết rõ hơn về chế độ nhuận bút hiện hành, số tiền ít ỏi mà người viết được nhận cho mỗi tác phẩm của mình. Các tỉnh phía Bắc áp dụng một chế độ nhuận bút cho kịch bản sân khấu ít ỏi hơn các tỉnh phía Nam rất nhiều lần. Đấy là những năm 80 đi. 80, thế kỷ 20. Nhiều lần. Nói chung, nhuận bút mỗi vở kịch Lưu Quang Vũ nhận được chỉ đủ để uống cà phê, hút thuốc lá khi viết dựng và khi dựng vở. Nhuận bút thơ hay văn xuôi thì còn còm cõi hơn nhiều. Nếu viết chỉ vì tiền thì không thể viết nổi, vì đồng tiền không xứng chút nào với công sức mình bỏ ra. Nghệ sĩ thì cũng phải ăn mới ngồi viết được. Cho nên xin tâm sự
thật với Thạch Thảo, tôi viết vì tình yêu nghệ thuật, tình yêu đời sống, vì lòng say mê mà viết. Tuy vậy, nếu nhuận bút mà khác hẳn nhiều hơn hiện nay, chắc là chúng tôi viết lãng mạn hơn và khá hơn. Lưu Quang Vũ đã đi xa khỏi cuộc sống trần gian 20 năm nay. Nhưng tác phẩm của anh và tâm hồn, tấm lòng nhân hậu của anh sống mãi trong cõi nhớ của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn ý kiến của đạo diễn Thế Ngữ cũng như cái phần trình bày vừa rồi của đạo diễn Thế Ngữ. Và thưa quý vị, thưa các bạn, thực ra là Lưu Quang Vũ có một cái vở kịch lấy cái tên là Người Trong Cõi Nhớ, và như đạo diễn Thế Ngữ cũng có nhắc đến trong cái chương trình trước, tức là người ta chỉ sống đích thực khi người ta được sống trong cõi nhớ của người khác. Và nếu như người ta không tồn tại trong cõi nhớ của người khác thì sống hay là không sống cũng đều vô nghĩa cả. Và rất là cảm ơn cái câu kết vừa rồi của đạo diễn Thế Ngữ. Và hẳn những người như tác giả Lưu Quang Vũ sẽ còn sống mãi, bởi vì ông sống trong cõi nhớ của rất nhiều thế hệ yêu sân khấu nói riêng và yêu văn học nghệ thuật nói chung. Và điều này khẳng định rằng sau 20 năm ông đã đi xa thì ngày nay chúng ta lại ngồi đây nói về Lưu Quang Vũ. Và ngày hôm nay cũng rất nhiều người đang nhớ đến Lưu Quang Vũ, một nhà viết kịch tài năng, cũng như nhớ đến Xuân Quỳnh, vợ của Lưu Quang Vũ, một nữ sĩ với một giọng thơ đầy nữ tính, đầy khao khát và cũng đầy dung dị để chở một cái hồn thơ đến với đông đảo công chúng của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn Thế Ngữ và cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình này của chúng tôi. Và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn lịch kịch của Lưu Quang Vũ, cũng như để quý vị và các bạn có thể ghi nhận những đóng góp của Lưu Quang Vũ đối với nền sân khấu Việt Nam, thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với một trích đoạn trong vở kịch Tôi Và Chúng Ta. Và đây cũng là một trích đoạn mà đạo diễn Thế Ngữ đã dàn dựng để thể hiện rõ hơn những thủ pháp nghệ thuật trong kịch của Lưu Quang Vũ, để thể hiện rõ hơn những tài năng của Lưu Quang Vũ, đặc biệt là sự hóm hình của Lưu Quang Vũ cũng như chất thơ và chất trữ tình trong kịch của ông. Thưa quý vị, thưa các bạn, tất nhiên là cái thời xưa là đoàn kịch Nói Hà Nội dựng vở này, và đây là một cái bản dựng rất là thành công và là cái vở kịch rất là được công chúng đón nhận, như là đạo diễn Thế Ngữ đã từng nói trong cái chương trình chuyên đề trước. Còn bản dựng này mà quý vị xem là bản dựng của đạo diễn Thế Ngữ dựng cho các diễn viên trẻ của đoàn kịch của nhà hát kịch của cô Hồng Vân diễn, thì nhờ đạo diễn Thế Ngữ nói đôi nét về cái bản dựng này của mình. Cái trích đoạn mà quý vị sắp xem tới đây ấy, nó là một cái nét sinh hoạt thường thấy ở những cái xí nghiệp quốc doanh cái thời bao cấp. Một xí nghiệp ấy thì đáng lẽ người ta lấy cái đầu tiên ấy là cái năng suất, gọi là cái sản phẩm và đời sống công nhân. Thế nhưng mà những cái người có quyền thế của xí nghiệp, những cái người mà kìm hãm sản xuất ấy, lại không quan tâm đến cái chuyện đó mà quan tâm đến cái chuyện lặt vặt. Một cô gái ăn mặc nó không được nghiêm chỉnh cũng đưa ra cuộc họp mất rất nhiều thời giờ. Thế rồi trích đoạn tới ấy, thì quý vị sẽ thấy đây là một cái cuộc họp của một cái phân xưởng đem ra phê bình một cái cô công nhân là không chồng mà có con. Rồi họp mọi người bắt ép cô phải nhận là ai là cha đứa bé. Trong khi đó đội ngũ công nhân thì rất thương cô ấy và bao bọc cô ấy và coi cái đứa con của cô ấy là của chung. Đấy. Thế nhưng mà cái anh quản đốc có thể nói là ngu dốt ấy. Chữ máu đọc ít, máu ít. Chữ đọc không nên hồn ấy. Đấy. Đứng ra họp hành thì rồi là bắt người ta nhận nọ những cái nhân danh đạo đức, nhân danh đạo đức, thế nhân danh đạo đức mà làm một cái việc rất ác. Nhưng mà rồi cuối cùng là bị anh em công nhân ta phản ứng, người ta cho cái chuyện đó là chuyện rất mất thời giờ, rất mất thời giờ và nó không đúng cái lòng nhân đạo của con người,
từ trong nhân đạo của con người. Đấy. Thì là cái chuyện nào mà nó là chuyện phổ biến cái gì đấy. Đấy. Thế thì chỉ có cái điều là mà cần phải bỏ những cái chuyện đó đi, tập trung vào sản xuất, nâng cao đời sống công nhân, đem lại niềm vui công nhân. Đấy. Là cái mục đích mà của giám đốc Hoàng Việt thực hiện là trong cái này. Cũng là như là mong muốn của tất cả công nhân. Trong cái chính đoàn này thì đặc biệt là không ít có nhân vật chính mà là toàn những nhân vật phụ. Thế ở đây để quý vị thấy được một cái cách xây dựng các nhân vật phụ để cho nó có nét ấy, thì phải có cá tính riêng. Thế ở đây là cái khéo của Lưu Quang Vũ đấy, tức là tất cả các nhân vật dù có nhân vật quần chúng đấy cũng phải có cái đất để cho ta diễn. Đấy. Thì như Hoàng Vũ Quân nói ấy, thế thì đây nó là một cái lớp diễn viên trẻ, các em có thể nói vừa ra trường. Đấy. Cho nên so với các nghệ sĩ trước của đoàn kịch Hà Nội thì tất nhiên là không thể không thể so sánh được. Cho nên là quý vị xem với cái góc độ thông cảm để nắm được cái ý chính trong tác phẩm của Lưu Quang Vũ. Nhưng mà hỏi thêm đạo diễn một câu, nhưng mà khi các em ngày hôm nay nó diễn kịch của Lưu Quang Vũ thì cái cảm nhận các em như nào và đạo diễn thấy như thế nào? Các em nó rất thích. Đấy, rất thích. Mặc dù trình độ diễn xuất của nó không rất thích. Nó yếu nhưng nó rất thích. Và khi mà dựng lại những cái này của Vũ mà thì tôi nói thật tự dưng tôi thấy nó nao nao cái gì đó. Nhớ Vũ. Đấy. Rất nhớ Vũ. Tức là đúng là người trong cõi nhớ. Vâng. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi trích đoạn này qua cái bản dựng của đạo diễn Thi Ngữ. Và như ý kiến của đạo diễn Thi Ngữ vừa nói là các em bây giờ cũng rất là thích kịch của Lưu Quang Vũ. Điều đó chắc hẳn là một cái niềm vui, là một cái nén nhang lòng nhớ về Lưu Quang Vũ của thế hệ trẻ ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trích đoạn. Họp nó mới thông suốt tư tưởng, nâng cao tri thức, trao dồi đạo đức nghề nghiệp. Thôi ông ơi, ông không phải dạy đời tôi. Ông Trương Quảng Đốc ông nói vậy á? Ông Trương, ông đừng có nói ông Trương ra đây với tôi. Sao vậy? Ông Trương, lúc nào ông Trương cũng thích họp. Bởi vì có họp thì ông Trương mới nâng cao được quan điểm của mình, mới tỏ rõ ra được vai trò lãnh đạo của mình. Không nói lăng nhăng thì ông mới làm gì bây giờ? Làm gì? Không làm gì đâu. Mà cậu á, đúng là dũng sầu dũng khổ. Cha biết có cái gì của mình nhỉ? Lúc nào cũng nói theo ông Trương như một con vẹt. Giời ơi, mà sầu thật đấy. Cậu đứng dậy tôi xem nào. Quay một vòng đi xem nào. Trông cậu cũng được ấy chứ. Thấy không? Cũng đẹp trai cao to. Cũng được. Được không? Được. Nhưng mà cậu chả có gì để bọn gái tớ mê cả. Sao biết không có? Thế cái gì nào? Tôi nhìn tôi còn mê, ai mê tôi? Thì tôi thấy cậu cũng mê mẩn được cái gì đâu. Mà này, tôi hỏi thiệt cậu nhé. Dạ. Cậu đang đi du học nước ngoài. Ừ. Bị đuổi về à? Cái tôi đàn ông gì mà cứ nháo nhác như là con sứa. Khổ thế chứ lại. Đàn ông
phải đam mê một thứ gì đó, ít ra thì phải có sự nghiệp, có tình yêu đó, hoặc là cũng phải thích văn học, thích ca hát, là tập thể thao chẳng hạn. Còn cậu, tôi chả thấy cậu có cái gì cả. Hả? Làm gì đâu? Bà, đêm qua đi đâu mà không ngủ, đến đây ngủ thế hả? Trường hợp á, tôi đi chợ có mấy phút à, mà ông đốc á, ông trừ luôn tôi. Bởi hôm nay á, tôi rút kinh nghiệm, tôi lại đây trước tôi ngủ. Ừ thì ngủ tiếp đi nhá, tôi đang nói câu Dũng. Ngủ tiếp đi. Đấy, bây giờ tôi nói tiếp này. Còn những kẻ ham tiền á, thích tiền thì lúc nào cũng tìm cách để kiếm tiền. Còn cậu á, chả bao giờ có xu nào dính túi hết á. Chứ giờ cô muốn tôi làm sao? Cô muốn tôi ra đường tôi lừa lòng ta hả? Hay tôi ra đường tôi ăn cắp tôi kiếm tiền hả? Tôi là ai? Tôi là thợ công nhân kỹ thuật. Kỹ thuật? Vâng, tôi biết cậu là thợ kỹ thuật. Nhưng mà cậu cũng có ham mê cái nghề kỹ thuật đâu. Đấy, như mấy cái máy ở phân xưởng mình đấy, hỏng để lăn lóc ra cái máy F8 đấy. Một năm nay rồi cậu đã sửa chưa? Thì tự gì không có vật tư. Thì cậu phải lên trên cậu xin pháp chứ. Trên á là bảo lập dự trù, lập xong rồi lập cái bản kế hoạch phân phối. Đã nói lập từ năm này sang năm nọ, năm nọ sang năm kia, rút cuộc năm kia cũng như năm rồi. Giờ tôi làm gì giờ? Trời ơi, tôi nói cậu á, nói với cậu cái gì cũng có lý do để cậu cãi hết á. Chịu thôi, thua. Chị Nga, vào đây đi, đừng có ngại, vào đây. À mà thôi, sang đây ngồi đi, ngồi đây đi. Bà, chạy đi, ngủ mày, thế. Học trước, thế. Học trước. Chị Nga đến đây, ra đây, chị đi. Chị Nga, em đã nói hình như ông Trương ông bảo là chị phải kiểm điểm cho đi làm phải không? Này, chị đừng có nhận khuyết điểm gì hết, tại vì chị chả có khuyết điểm gì cả. Đấy là chuyện vớ vẩn, đừng có nhận, nghe rõ chưa? Đừng có nhận gì hết á. Đừng có nhận khuyết điểm. Cô nào vừa nói đó? Cô nào? Cô nào? Thì tôi nói đấy. Tôi hỏi là hỏi như vậy thôi. Chứ tôi dư biết là cô. Rồi sẽ đến lượt cô đó. Đến lượt tôi làm sao? Đứng lên. Táo tợn cho nhiều, buông thù cho nhiều vô, rồi sẽ đến lúc cô. Đến lúc làm sao? Thì đến lúc là khôn 3 năm dạy 1 giờ chứ sao? Trời ơi, khôn 3 năm dạy 1 giờ. 1 giờ thì ít quá bác ạ. À, em thích dạy đến 3 năm cơ. Trời ơi, trơ trẽn vô cùng. Con ghé gì đâu mà ăn nói không biết ngượng. Mà bác cứ yên tâm, bọn em có dạy á, bọn em cũng chẳng dạy với bác đâu. Thôi yên đi. Sức sự. Cô nha, cô là con gái của tôi á, cô đánh từ sáng đến chiều luôn á. Coi đó, đàn bà con gái vậy á, cứ tóc tai rồi. Tóc làm sao? Như con gà. Ok tôi, đẹp chứ? Đẹp. Bao nhiêu đó tuổi làm như em bé vậy, cũng hai chồng, thế ghét. À, có ngày đó hả? Dạ. Tôi nghĩ là chắc tới bây giờ thì cô cũng đủ thời gian suy nghĩ và ân hận, thấy rõ những sai lầm trầm trọng mà mình đã gây ra rồi chứ. Thì thôi, trong lúc này thì tôi nghĩ là cô nên thành khẩn hơn đó. Các đồng chí, chúng ta đến đủ hết rồi chứ. Ủa, sao vậy? Sao tôi hỏi mà không ai trả lời hết vậy? Không ai nói vậy? Tôi nói nè. Thôi, ông im giùm tôi một cái đi. Im bà mà im giùm tôi một cái đi. Tôi nói ông không, cái thứ đàn ông như ông á, là không có làm được cái gì hết á. Tôi nói bà biết nha, cái thứ đàn bà của bà là... Sao bà? Là cái quỷ dạ xoa. Trời ơi, tối ngày chỉ biết sủi người ta làm chuyện tội lỗi thôi. Bà nuôi người ta cái gì? Bà làm cho người ta kiệt quệ, mất sức thì có. Trời ơi, tôi không hiểu tại sao mà cứ cử bà là phụ trách cái nhà ăn nè. Bà nuôi chúng tôi á, cứ như là nuôi heo á. Mà heo coi như là bà, cháo heo còn ngon thức ăn của bà nữa. Nè, ông nói thì cẩn thận đó nha. Cẩn thận cái gì? Thôi. Vừa phải thôi, cái chỗ này là chỗ nào mà hai bà vô đây cãi lộn vậy?
cáo với quản đốc. Đi xuống dưới ngồi giùm tôi. Biết rồi. Mà em đi quá... xuống dưới ngồi. Mưa không nè, thấy không? Đi. Báo cáo với quản đốc. Nói đi. Là hôm qua cái phần mì mà bồi dưỡng thêm cho K3 đó, ha, là cái phần tô mì của tôi nè, là có một con. Con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Con gián bị chín nhừ. Cái gì? Nè, ông đừng có vu oan giấu họa cho người ta nha. Tôi không có vu oan. Con gián, ông nói con gián, vậy chứ con gián ở đâu? Đúng. Hả? Đưa đây cho tôi coi. Đúng rồi, con gián đâu? Hả? Đâu? Dục mẹ đó rồi. Trời ơi, vậy cũng nói. Chứ bà nghĩ sao? Tự nhiên là tôi giữ con gián nó làm gì? Hả? Nó không phải là cái huy hiệu kỷ niệm. Nó không phải là cái vật quý giá trong viện bảo tàng để tôi phải giữ. Tôi nói bà biết nha. Bà vừa phải thôi nha. Có đúng không? Gì? Khiếp. Thấy khiếp. Khiếp sao? Xém chút nữa. Tôi. Sao? Ông sao? Sao? Giết mẹ rồi. Cởi cái gì? Chị cái gì? Cái bản mặt của ông á cũng đáng á, nuốt mấy con gián, mấy con ruồi lắm á. Tại sao con gián đó nó không nhảy vô trong cái bát cơm của người khác mà nó nhảy vô ngay cái cơm của ông hả? Nhưng mà bà phải thôi được rồi. Ông Quýt, ngồi xuống. Tôi hỏi ông nè, ông không biết xấu hổ không Quýt? Trời ơi, bao nhiêu đó tuổi đầu rồi mà tối ngày tôi thấy ông chỉ thắc mắc về ba cái việc ăn uống rồi là gánh tị đặt điều làm sao. Nhưng mà có thật thì nó mới giật được đạo. Thôi, tôi đề nghị ông im lặng ngồi xuống đi. Bây giờ tất cả hãy im lặng, đã đến giờ họp rồi. À, bây giờ là tôi xin thưa với các đồng chí là hôm nay là nhân việc xưởng chúng ta cúp điện, cho nên chúng ta mở một phiên họp bất thường, và đến dự phiên họp hôm nay chị Phạm Thị Bổng. Xin cho một tràng pháo tay. À, thưa các đồng chí, hôm nay nhân dịp cúp điện, xưởng chúng ta mở cuộc họp bất thường, và cuộc họp hôm nay có sự hiện diện của đồng chí Phạm Thị Bổng. Vỗ tay các đồng chí. À, mở Bổng ngồi xuống. Bác Bổng đây là ủy viên công đoàn phụ trách của xí nghiệp, là bếp trưởng, phó ban thi đua, trưởng ban đời sống, tổ trưởng tổ chuyên trách. Người có một khúc như cái bánh đúc mà gì đâu mà chức vị quá trời. Cái gì? Ông nói ai hả? Tôi nói người có một khúc như cái bánh đúc. Thôi. Nè. Tôi đề nghị hai ông bà giữ trật tự giùm tôi. Đang họp mà. Bây giờ là nội dung cuộc họp. Và cuộc họp hôm nay đó là sẽ nói về vấn đề của cô Ngà. Mời cô Ngà đứng lên và bước lên đây. Ôi, để chị Ngà ngồi đây. Làm sao mà cứ như là quan tòa phán xử thế hả trời? Ngồi đây đi chị, ngồi xuống. Rồi, ngồi đó cũng được. Và bây giờ tôi sẽ đọc nội dung cái cuộc họp này tôi đã khảo ra ha. Như các đồng chí đã biết, cách đây 6 tháng, đồng chí Trần Thị Ngà bị kỷ luật đình. Cho thằng thư ký này nó viết không có rõ ràng để coi cái gì. Chưa có thư ký riêng, quá. Ê, cô kia, cô nói gì đó? Thì em chỉ hỏi là bác chưa có thư ký riêng ạ? Thư ký là cái thằng con tôi, nó học lớp 2, nó sắp sửa là lớp 3 rồi đó nghe. Tôi mới nhờ nó viết nè. Mà thôi, cô đừng ý kiến, giữ trật tự đi để tôi đọc đến nè. Chỉ công tác đưa lên làm lao động tạp dịch trên văn phòng ban giám đốc,
gần đây theo ý kiến của đồng chí giám đốc mới, Trơn có ý định cho đồng chí Ngà về phân xưởng cũ và đề nghị phân xưởng chúng ta tiếp nhận. Phải nói giám đốc mới chúng ta rất độ lượng, muốn mở đường cho người mắc sai lầm có điều kiện phấn đấu vươn lên. Tuy vậy, việc giáo dục công nhân và lẫn trách nhiệm của tập thể chúng ta, tôi đề nghị đồng chí Quýt. Tôi đề nghị đồng chí Quýt. Tự nhiên gì có tên tôi trong văn bản vậy? Bỏ chân xuống và ngồi ngay ngắn lại nghe tôi họp tiếp. Dũng, nãy giờ ngồi đây nghe tôi đọc đến đâu rồi? Dạ, anh nói tới cái chỗ là đồng chí Quýt bỏ hai cái cẳng xuống, ngồi trật tự. Xin lỗi, tôi nhớ rồi. Các ông chí nghe tiếp nha. Trách nhiệm của tập thể xí nghiệp chúng ta. Vì vậy, trước khi tiếp nhận chị Ngà về làm việc tại phân xưởng 111, một lần nữa, chúng ta yêu cầu chị Ngà nhận thức rõ sai lầm của mình. Và nhất là cho chúng tôi biết người đồng lõa sai phạm. Việc mà trước đây chị đã từ chối, nay đứa bé đã ra đời được 6 tháng, nó không thể không có cha. Xét về cả lý và lẫn về tình, người đàn ông đó phải có trách nhiệm. Và nói tóm lại, chị Ngà nên cho tập thể ở đây biết rõ cha đứa bé là ai. Tôi có ý kiến. Nói đi. Mọi người đây không ai cũng có việc làm hết. Đúng rồi, nó đúng rồi. Ý của nó nói là đây không ai có rảnh mà tự nhiên ngồi bàn cái chuyện của người ta. Ai cũng có công việc hết trơn mà. Thôi, giữ trật tự. Đúng rồi, giữ trật tự. Sao lại móc chuyện của chị? Đúng rồi. Mà móc cái gì? Cái gì? Móc chuyện chị Ngà chứ, móc cái gì nữa. Ở đây bà phải ăn nói cho nó rõ ràng. Tại có nhiều người kỵ chữ móc. Mà thôi, cô đề nghị giữ trật tự đi. Ông Quýt nè, cô nữa nghe chưa? Tôi công bố là tôi có quyền không nhận chị Ngà về ở cái phân xưởng này. Bởi vì sao? Tôi là quản đốc, tôi có quyền, đúng không? Bây giờ không có ý kiến gì hết mà nghe tôi nói nè. Bây giờ chị Ngà nè, chị đứng lên hả? Chị có thể là cho tất cả tập thể ở đây biết cha đứa bé là ai không? Thưa quản đốc, thưa mọi người, tôi biết là tôi có lỗi. Tôi cũng rất muốn về phân xưởng mình làm việc lại. Nhưng mà đó là chuyện riêng của tôi. Tôi cũng đã nói rõ với mọi người rồi. Tôi xin mọi người đừng có ép tôi. Đồng chí quản đốc, tôi có ý kiến. Tại sao đồng chí cứ phải lôi bằng được cái chuyện của chị Ngà ra đây làm gì? Không phải đồng chí là cha đứa bé là được rồi chứ gì? Cô không được nói năng bừa bãi nha. Đây không phải là chuyện đùa nghe chưa? Tôi không có đùa. Chị Ngà chỉ muốn có một đứa con. Đó là quyết tâm của chị ý, là nguyện vọng của chị ý. Thì chúng tôi cũng rất là tôn trọng ý kiến ấy. Mà cha của đứa trẻ thì có liên quan gì đến bác? Liên quan gì đến công việc của chúng ta ở đây nào? Tại sao không liên quan? Bố tự nhiên mà có được hả? Cái đó là nguyên tắc, đứa bé phải có cha. Ôi giời ơi. Tôi có ý kiến. Ý kiến gì? Có cho nghiêm chỉnh không? Rất nghiêm chỉnh. Rồi, nói. Đi đâu rồi? Tôi kiếm một cái chỗ nào nó có cái vị thế để tôi phát biểu. Chỗ này nè. Rồi, được rồi, nói đi. Kính thưa các chị, thưa quản đốc. Rồi, được rồi. Quý vị ở đây cũng biết là tôi năm nay cũng đã 50 tuổi rồi. Và tôi xin nói là tôi hơn ông quản đốc đây tới 10 tuổi lần. Đúng không? Đúng rồi. Hợp thì nói đi. Nó xác nhận.
Và ở trong đây chắc là anh chị em ta cũng có người đã 18 tuổi trở lên đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đã có đủ tư cách đi bầu cử. Đúng. Và nếu nhờ lỡ như mà cướp của giết người đi chăng nữa thì... Nói gì vậy? Ông đang nói cái gì không biết không? Thì nói là có người cướp của giết người thì cũng đều bị ở tù. Hả? Đúng không? Đúng. Đó. Cái ý của tôi ở đây là chúng ta ở đây ai cũng đã trưởng thành hết rồi, đều biết suy nghĩ hết rồi, đều là con người hết rồi. Mà là người thì khác cái con dán của bà Bồng cho tôi ăn ở chỗ điểm gì? Cái gì có tình tôi chồng nữa? Cái gì? Bà giữ trật tự đi để ông nói. Nói tiếp đi. Ở điểm là chúng ta biết suy nghĩ và chúng ta có cái một cái quả tròn tròn. Cái gì vậy? Bà nghĩ vậy thì có. Cái quả tròn tròn này là ý tôi nói là quả tim, đúng không quý vị? Đúng rồi. Thôi được rồi, tôi đề nghị ông bây giờ nói vô vấn đề đi. Nói cái gì nãy giờ vòng vòng tôi không có hiểu. Trời ơi, thì tôi đang nói vô vấn đề nè. Tự nhiên cắt ngang à. Cái tập tôi xưa nay là phải nói cái chuyện gì cũng vậy, phải có đầu có đuôi mới được. Trời ơi, nói tiếp đi. Rồi, tôi tiếp tục nha. Như thế này, chẳng qua là cái chuyện chuyện riêng tư của cô Ngà đây nè. Đó là chúng ta là người, chúng ta phải biết suy nghĩ, phải có một cái cục tròn tròn biết đập, chứ không phải là một cục sắt rỉ, đúng không? Đúng. Chúng ta nó có xác nhận đó. Và có một đứa trẻ ra đời. Mà tuy là nó không phải là do con cò hay con vẹt tha tới, phải không? Hay là bia cung cấp của căng tin, của xí nghiệp cung cấp cho, đúng không? Đúng. Thì nó cũng vẫn là một đứa trẻ. Và chắc chắn nó là một đứa trẻ. Đúng. Một đứa trẻ, một người tí hon ra đời. Đó. Cho nên cái chuyện này á, là chúng ta phải là ăn mừng. Mà tôi nhớ nè, có một cái tờ báo mà hình như là cái tờ báo này nó có kể rằng cái tờ báo này nó có kể là ở một cái xứ cái xứ mà tôi đã quên tên. Trời ơi. Cái xứ mà ở đó có một đứa trẻ mới chào đời là người ta sẽ đốt pháo ăn mừng hay là gõ trống gõ mõ để chúc tụng cho cái việc tốt lành đó. Bởi vì cái xứ ấy á, rất hiếm đẻ. Mà đẻ được là người ta mừng lắm. Thôi, cái gì giữ trật tự đi. Nè, đã? Ông nói lan man cái gì tôi không hiểu. Bây giờ tôi cho ông thêm nửa phút nữa. Nếu mà ông nói mà không đàng hoàng là tôi mời ông xuống nghe chưa? Trời ơi, nửa phút nữa, có mấy chục giây rồi sao tôi nói được. Bây giờ ông nói ngắn gọn đi. Rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn. Bây giờ ông mới vô vấn đề chính nè. Là cái ý của tôi là cũng là trở về cái vấn đề là con người ha. Là con người ở trên trái đất này thì mỗi một người là một người, không ai giống ai cả. Có những hoàn cảnh mà bắt buộc con người ta phải phạm sai lầm. Ở tôi nè, tôi có một thằng cháu nó đi du học ở nước ngoài. Nước nào? Nước ở ngoài nước. Nói chung là vì một cái điều mà tế nhị mà về ngoại giao, cho nên xin phép tôi không tiết lộ được cái tên nước đó ở đâu. Mà tôi biết là cái xứ đó là một cái xứ là rất nhiều sinh viên của nhiều nước tập hợp lại để học ở đó. Mà cái xứ này nó có những cái khu ký túc xá dành riêng cho nữ, mà cấm tuyệt đối là không cho sinh viên nam vào, chỉ trừ có sinh viên Việt Nam vào được thôi. Các chị biết tại sao không? Bởi vì á, là người ta thấy á, là sinh viên Việt Nam là rất đàng hoàng tử tế, là không bao giờ mà có cái chuyện quan hệ với nữ giới khi nào cả. Và trên tấm biển á, là ghi rõ ràng là cấm sinh viên nam vào trừ Việt Nam. Không, đó, bởi vì vậy cái đó cũng là nguyên nhân. Bởi vì các cậu sinh viên nhà ta mới thấy, ủa tự nhiên người ta coi mình không phải là nam giới à? Liền ức quá, nhục quá,
Tại vì có đó liên quan đến mà quốc thể mà, đúng không? Đúng rồi. Liên quan đến người Việt mình mà. Bởi vậy cả nhóm đều bèn là bàn lại họp bằng cách gì mình phải gỡ được cái nhục đó. À, liền cử thằng cháu tôi. Thằng cháu tôi là như cái thằng khốn này, nó kỳ lắm. Nó có cái nỗi mà lòng yêu nước mà rất là nồng nàn. Nó liền tiếp nhận ngay cái nhiệm vụ quan trọng đó. Đó, mà cái cậu con trai đó đó là rất là nhút nhát, chưa bao giờ mà nắm tay được phụ nữ nữa, vậy mà dám tấn công vào khu nhà nữ. Và thế là một thời gian trôi qua, có một cô bạn sinh viên người nước ngoài đã mang bầu. Cái gì ông nói gì? Đừng ngạc nhiên, bà biết không, cái sự kiện đó đã làm cho hả cái cả cái khu rồi đại học đó là coi như lẫn lộn lên cả, là người ta không biết là phải giải quyết như thế nào. Mà trong khi đó các chàng trai sinh viên của nước ta rất hả hê ha, mà chúc tụng cái việc đó và coi là cái chàng trai đó như một vị anh hùng. Thì trong khi đó cái chàng cháu tôi á thì bị đại sứ quán của ta nha tống về nước, và tất cả các sinh viên Việt Nam tiễn cậu ta ra ngoài sân bay với tư cách như là một người hùng đã rửa nhục cho giống nồi của Việt Nam. Hay quá. Thôi, hay cái gì vỗ tay cái gì? Ông mày đặt ba cái chuyện láo liếu đó để làm gì vậy? Không có mục đích gì hết trơn. Không. Tôi nói cái câu chuyện này ra là có ý nghĩa. Ý nghĩa là cùng một việc mà có người này cho là bậy bạ, đáng bị kỷ luật, đáng khiển trách, nhưng mà có người khác lại thấy rất đáng khen, rất là dễ dàng, rất là anh hùng. Cho nên cái việc mà cô Ngà này đó đã gan dạ lắm đứa con mà nuôi, tôi cho đây là một hành động rất là anh hùng. Vỗ tay. Thôi vỗ tay đi. Vỗ tay quá. Hết. Tôi về chỗ. Nè. Ông Quýnh. Cái gì? Ông á, lấy cái chuyện này ra ông kể cho mọi người nghe, ông không có biết xấu hổ hả? Có gì đâu xấu hổ. Thôi được rồi, bây giờ tôi mời bác Bọng nè có ý kiến, và tất cả hãy giữ trật tự và nghe quỹ viên công đoàn có ý kiến đây. Dạ mời bác. Ngày hôm nay cô Nghè đã trở lại phân xưởng làm, thì những cái chuyện gì đã qua thì cứ cho qua, còn những cái chuyện gì đáng nói á thì mình cứ phải nói, và nói cho một cách là rất đúng đắn, chứ đừng có mà đụng đâu rồi nói đó. Như ông Quýnh đây nè, ông là một cái tấm gương xấu cho tất cả những bọn trẻ ở nơi đây ha. Còn các cô á là tuổi trẻ, cái gì cũng mới mẻ. Còn tôi thì đã lạc hậu. Nhưng mà cô Ngà nè, cô là con gái, phải biết thận trọng chứ, đừng có nhẹ dạ cả tin quá. Cái chuyện của cô vừa rồi xảy ra đó cũng là một nỗi đau, mà nỗi đau suốt cuộc đời mà cô phải giữ lấy, cũng như tôi cũng là phụ nữ, chồng tôi thì đã mất từ lâu rồi, một mình phải nuôi ba đứa con. Thật là khổ sở. Cho nên tôi hiểu, và tôi rất hiểu nỗi gian nan của cô Ngà. Nhưng mà gian nan nhưng mà rất là sung sướng. Phải
vui sướng lắm. Không có gì vui sướng bằng khi mà hàng đêm, hàng ngày mình nằm kế bên cạnh một đứa bé, mà đứa bé đó là con ruột của mình. Cô Ngà, cô đã dám có một đứa con thì ngay từ bây giờ cô không phải sợ sệt và buồn tủi như lúc trước nữa. Cứ đàng hoàng và nuôi con. Ai dám làm gì được cô? Tôi đố ai dám làm gì cô được? Con của cô, nó không phải là chỉ riêng con của cô không đâu, mà nó sẽ là con của tất cả mọi người trong xí nghiệp này. Đúng rồi đấy. Ngày mai họp công đoàn, tôi sẽ phát biểu và đề nghị cái chuyện này. Tôi xin hết. Ôi chị công đoàn, ôi chị Bổng, hôm nay tôi gạt duyên với chị quá, không ngờ là chị cũng có cục tròn tròn đang động. Cho tôi được nắm tay chị à. Dạ, dạ, chào mọi người. Ủa, giám đốc. Chào giám đốc. Mời giám đốc ngồi. À, công xưởng một của chúng ta có chuyện gì mà vui dữ vậy? Dạ, dạ. Hôm nay, dạ thưa giám đốc, hôm nay là phân xưởng nhân dịp cúp điện. Tôi chỉ đạo, tổ của chúng ta mở cuộc họp phân xưởng đó mà cuộc họp không nói gì đâu, chỉ nói về đề tài của chị Ngà thôi. Dạ, dạ. Vấn đề của cô Ngà đúng không? Dạ, dạ, dạ. Tôi hỏi là hỏi vậy thôi, chứ nãy giờ tôi đứng ở ngoài tôi nghe hết rồi. Cô Ngà, à, lúc nãy tôi có ghé nhà trẻ thăm cháu. Cháu kháu khỉnh lắm đó chị. Còn cái ý kiến của bác Bọng đây rất là hay. Từ nay cháu bé sẽ không phải là con của chị Ngà nữa, mà là con của tất cả các anh chị em ở trong cái xí nghiệp của chúng ta. Đúng rồi. Còn một vấn đề nữa. Bác Bích. Dạ sao? Cái chuyện mà cậu sinh viên nãy bác kể đó. Dạ. Phải bắt bịa ra không? Không. Trời ơi, câu chuyện nó hoàn toàn thật nha. Cái thằng đó, nó đang làm trong xí nghiệp của chúng ta nè. Ủa? Trong phân xưởng này luôn nè. Ai, đứa nào? Đứa nào? Đi vô đây. Ừ, đây. Ủa, thằng Dũng hả? Thằng Dũng. Cậu Dũng hả? Ôi, đúng là cậu thiệt à? Trời ơi, thế mà tôi không hề biết nha. Cậu đúng là tôi đứng cạnh núi Thái Sơn mà tôi không biết đấy chị em ha. Cậu giỏi thật á. Thôi nè, nó có bạn gái nước ngoài nha, đừng để ý tới nó. Anh nghe mọi người vô.